thấy em hay ngon mơ với anh một ngày, còn yêu anh nữa hay không mà thôi. Đừng cứ thân lặng mãi với anh để chẳng nhận một lần đau hơn phải đau cả đời. Người ơi anh vẫn yêu đến hơi nậu vội vàng, tình yêu thương sẽ tan mau mà thôi. Bạn thế nhưng đã cho lời yêu em quá nhiều, cho nên tình anh đã trao cho người. Để bây giờ chỉ hai câu, nhìn người quay vĩnh để đắm say bên một người. Tình cờ gặp lại nhau, cả hai ta được đắm trao nhau như hai người không quên. Tại sao như thế? Tại sao em dối gian? Đã không yêu thì thôi, em cứ nói một lời. Nói yêu anh làm chi, rồi lại nói chia ly. Dù cho với em anh không có lâu làm chi. Tại sao như thế em? Tại sao gieo đến đây? Lỡ vui bên người ta, em sẽ nát lời mình. Mỗi đêm anh ngồi đây, dọn để đánh em đi. Tại sao như thế em vẫn không biết bạn sao? Trao nhau như hai người không quên. Tại sao như thế em? Tại sao em dẫu dàng? Đã không yêu thì thôi, em cứ nói một lời. Nói yêu anh làm chi, rồi lại nói chia ly. Dù cho với em anh không có mối lận chi. Tại sao như thế em? Tại sao gieo đớn đau? Nỡ vui bên người ta, em sẽ mất tự mình. Mỗi đêm anh ngồi đây, giọt lệ đắng quen đi. Tại sao như thế em vẫn không hiểu tại sao? Tại sao như thế em? Tại sao em dối gian? Đang không yêu thì thôi, em cứ nói một lần. Nói yêu anh làm chi, rồi lại nói chia đi. Dù cho với em anh không có nói làm chi. Tại sao như thế em? Tại sao dấu đớn đau? Nếu mua bên người ta, em sẽ mang tìm anh. Mỗi đêm anh ngồi đây, giọt lệ đắng quen đi. Tại sao như thế em vẫn không hiểu tại sao? Mỗi đêm anh ngồi đây, giọt lệ đắng quen đi. Tại sao như thế?